Hello, xin chào anh chị em đã quay lại cái cá mập của mình. Mình là Thắng Lê cái Big Farm nha anh chị em. Hôm nay mình sẽ lên một số dòng cá tuyển giống cho anh chị em nè và một số dòng cá tập chơi ha. Và đặc biệt á là hôm nay mình sẽ free ship cho anh chị em cho đơn hàng từ 300k trở lên. Đó, anh em xem đi ha. Đợt này anh chị em tranh thủ bắt cá về nuôi nha. Đợt này mình sẽ có một số rồi đó. Trong clip này mới có free ship nha anh chị em. Đó, trước mắt anh chị em á là dòng cá HB Gecko mình vừa bắt về một cặp nè, làm giống nè anh chị em. Thì mua cặp cá này của một anh quản trị viên trên nhóm HB Gecko, anh này cũng có tiếng trong dòng này lắm nha. Nhưng mà một cặp này mình bắt lại cái dáng cá mái là dáng sọt nha anh chị em. Đó, anh em không coi cá mái đi. Cái dáng body nó rất là căng ha, body rất là to luôn kìa. Quay lưng, quay đuôi cũng khá là ưng nha anh chị em. Mà cái bộ của anh này thì cái quay lưng nó không có, cá mái quay lưng nó không có to lắm ha. Nhưng mà nó kiểu như là những bắp cải nha. Cải bẻ dúng á, kiểu sibli nhìn đã lắm. Thì mình cái bộ này mình mua cặp giá chỉ tầm trung thôi, chỉ có 500 một cặp thôi. Nên cá nó cũng không đẹp gì mấy nha. Một cặp anh ấy bán từ 900 đến 1 triệu thì cá nó sẽ ok hơn. Cặp này mình thấy khá là ưng rồi, nói chung bộ ghen đó chị em. Cho nên về mình làm nó cũng ra ha. Nhìn cá rất là đẹp nha anh chị em. Rồi thì dòng cá đầu tiên mình muốn gửi cho em á là dòng HB Blue anh chị em, HB Blue Bigtail ha. À, cái dòng này thì anh chị em nào thích màu xanh đen thì phải bắt về nuôi ha. Hồi đợt đó mình mua cái giống thì cái giá là cao anh chị em. Dạo gần đây thì cái dòng này thì ít anh em được chơi á, cho nên mình sẽ giảm giá cực kỳ mạnh luôn. Anh em nào mua lẻ thì chỉ 80k một cặp thôi ha, và 5 cặp là 300k. Anh chị em lấy 5 cặp đi sẽ được free ship nha anh chị em. Đó, free ship nha. Nhận hàng cá má, cá trống anh em thấy không, cái đuôi rất là to luôn anh em. Cá này rất là khỏe luôn nha. Nhiều cá thì số lượng mình rất là nhiều nha, cho nên anh chị em yên tâm ha. Cá thì quay clip sau thì mình gửi cá anh chị em như vậy nha, chứ mình không có quay những cá đẹp rồi gửi những con cá không đẹp cho anh chị em ha. Cá thì mình gửi anh chị em á bảo hành 100% ha. Anh em nhận cá xong lấy điện thoại quay clip lại á, hoặc là chụp lại có vấn đề gì thì cứ gửi alo mình báo mình ha. Thì là clip cá mái nha anh chị em, cá mái có dòng HB luôn nè em. Xem đi, cá mái thì body cũng không không bự quá nhỉ, không bự gì mấy nha. Tại vì cá này cá tơ anh chị em, mình chưa ghép trống nha, mới có gần 3 tháng thôi. Cá mái thì anh em thấy không, cái đuôi cũng khá là căng nha anh chị em. Tại vì mình nuôi cá này mình nuôi mực nước cao á, cho nên nó bơi gọi rất là thoải mái đó. Nên nó bung rất là dữ nha. Đó thì mình đặt này á, mình ship code cho anh chị em luôn nha, ship code từ ship tới người bắt luôn nha. Đó, anh chị em nào không có tài khoản ngân hàng á thì có thể là báo cho mình. À, mình sẽ ship code cho anh chị em. Nhưng mà anh chị em có tài khoản ngân hàng thì làm ơn chuyển giùm mình đi, tại thu hộ mình mất thêm phí này kia mệt lắm em ơi. Với lại mình ship phương trang luôn nha, anh chị em mà nhận được phương trang thì báo mình. Rồi tiếp theo là dòng HP Go anh chị em. Đó, anh em xem đi, những hoa hồng đang những đóa hoa hồng đang bơi đó, anh em thấy không, nhìn rất là đã luôn ha. Đó, quay lưng khá là rũ anh chị em, bơi đôi cũng ship ly à, hắc môn mà BDS mà ship ly cho anh em thấy không. Đó, thang này thang đen nha anh chị em, nhìn khá là ưng mắt nha anh chị em. Đó, cái dòng này đợt này mình lên tuyển giống chỉ có 3 cặp thôi anh chị em ơi. Đợt này họ mình đấu giá trên group Zalo mình bắt được 3 cặp nè. Đó, đợt này về mà mình không có làm ha, mình sẽ để giống lại cho anh chị em 3 cặp này. Một cặp chỉ 350k thôi anh chị em ơi ha. Và anh chị em đã bắt 2 cặp là 600k nha anh chị em. Cá anh em xem và đánh giá nha, tự đánh giá anh chị em. Nhìn cái quay lưng nữa kìa anh em, quay lưng rồi quay đuôi cũng ship ly rất là đã luôn ha. Đó, cá này tơ anh em ơi, mới 3 tháng thôi ha. Cái dòng này anh chị em nuôi tầm 4 đến 5 tháng á, thì cái độ quay rũ rũ quay lưng video nó sẽ to hơn ha anh chị em. Đó, anh em nuôi mực nước cao một xíu sẽ thấy ha, biết ha. Một xíu sau mình quay cái máy anh chị em xem nha anh chị em. Đó, anh em nào cần thì liên hệ với số hộ Zalo á. Mình thấy cái dòng này anh chị em bắt 3 cặp này về đi, bắt một hai cặp gì đi về làm giống á, hết cái màu đỏ này của hoa hồng nè, nuôi sẽ khá là ưng đó anh chị em. Tại vì mình thấy cái màu này bộ này rất là đạt luôn anh em, rất là chuẩn luôn nè. Nó tầm trung thôi nha, chứ không phải dòng cao cấp gì mấy anh chị em. Dòng cao thì giá nó rất là cao anh chị em. Đó, cặp này chỉ để giá anh chị em chỉ 350k một cặp thôi. Mình theo mình đánh giá thì cặp này từ 500 đến 700 anh chị em. Đó. Nên mình hôm nay mình bán cho em chỉ 350k một cặp thôi. Clip cá mái anh chị em, anh em xem cá mái đó nha. Cái vây lưng nữa anh em xem kìa. Khá là gũ nha anh chị em. Đó, cái vây lưng nó sắp bằng cái vây đuôi luôn rồi. Đó, thì cái vây đuôi cũng ship ly ha. Đó, anh em xem cái mái kìa. Vây lưng nó khá là to nha. Đó, anh em xem đi. Cá thì mình quay như clip, tại vì đợt này mình có 3 cặp duy nhất thôi. Anh xem nào bắt 3 cặp này hết thì hú mình ha. Mình để giá anh chị em 2 cặp thì 600, 3 cặp thì tầm 800 mấy thôi. Ha, anh em xem cái máy quay đã quá anh em ơi. Đó này tiện giống cho anh chị em này nha. Cá này là 3 tháng nha anh chị em. Đó, mình mới ghép trống cho thôi nha, mình chưa có nó chưa có đẻ cái lứa nào cho anh em. Đó, anh em bắt về nuôi tầm 10 ngày thôi, 15 20 ngày thì đẻ nha anh chị em. Khá là ưng luôn anh chị em ơi. Nhìn rất là đã luôn kìa. Đó, quay khá là gũ luôn anh chị em. Bản này là bản đu thăm nha anh chị em, không phải đỏ quá nha, đỏ thăm á, khá là ưng luôn. Đó.
chỉ 350k một cặp thôi anh chị em ơi, hai cặp là 600 nha. Ừ, rất là đẹp luôn. Thì em nuôi tầm 4 5 tháng này, cái vây lưng con cá này sẽ bự hơn cái video luôn, chắc luôn anh chị em, tại vì cái dòng HP Gecko nó là vậy anh chị em. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lên full gold gen ha anh chị em. Đợt này full gold gen này mình lên mà anh em là hợp phong thủy màu vàng nè, hả? Màu vàng nha. Kiểu mình nuôi trước cửa nhà mình đó hay là nuôi trong nhà mình thì sẽ có may mắn nè, nhiều tài lộc nè anh chị em, tại màu vàng mà sự anh em kiểu như có vàng trong nhà lúc nào cũng có vàng anh chị em đó. Thấy không? Này hình cá khá là đẹp nha anh chị em. Full gold gen ha. Đợt này mình sẽ để anh chị em giá chỉ 10 cặp nha, bán cái combo cho em 10 cặp 300k thôi, free ship. À, free ship. Anh em mua đơn hàng từ 300k sẽ được free ship rồi đó. Anh em thấy không? Khá là ưng ha. Mà chặn cá rồi anh em chỉ đưa tiền thôi. À, mình có ship code anh chị em, và phải ship phương trang ha. Giờ tận nhà anh chị em. Mình ship code là ship GNT ấy, giờ tận nhà khá là nhanh nha anh chị em. Đó, cá thì bảo hành 100% luôn. Anh chị em cho anh em là thắc mắc nha. Anh em nào có cần thì liên hệ số điện thoại qua Zalo mình để góc phải màn hình đó. Hết cái nào cứ nhắn trực tiếp cho mình đi. Hay là nuôi anh em mới tập chơi nuôi cá có cần tư vấn gì vậy thì cứ nhắn cho mình. Nên nuôi cá gì cho dễ nuôi ha. Cái dòng con này khá là dễ nuôi nha anh chị em, cực kỳ dễ nuôi luôn. Đó, và nước nôi mình cho nó ăn uống như thế nào, mình chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm mình của mình thôi. Anh em tập chơi có thể hỏi mình, em chia sẻ mình chia sẻ cho anh em ha. Mình sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình nha. Đó. Dòng con này là cá mái thì phun vẩy, cá trống này phun vẩy vung tay ha anh chị em. Cá mái thì chỉ phun vẩy chấm tay thôi nha. Đó, cá này quay như clip đó anh chị em yên tâm nha. Đó. Cần thì liên hệ giúp mình nha. Rồi tiếp theo mình sẽ lên dòng đỏ thái nha anh chị em. Dòng đỏ thái vẩy ra tươm nè anh chị em thấy không? Cái lưng nó khá là chói ha anh chị em, từ cái lớp vảy á. Mình quay này, mình quay ngoài trời cho anh em xem thấy cái màu sắc con cá rõ nhất có thể nha. Đó, ánh sáng của mặt trời trực tiếp chiếu vào á, bây giờ mình show anh em xem ha. Dòng vòng đỏ này thì mình đang bán á, anh chị em để anh chị em là 10 cặp chỉ 320 thôi ha. Đó là anh em được free ship rồi đó anh chị em. Em bắt về làm giống cũng được nha. Lần này mình quên quay cá mái à, mình chỉ quay cá trống anh chị em ơi. Cá mái thì cá cũng 3 tháng nha, body cũng khá là to anh chị em. Về anh chị em chỉ cần ghép đẻ nuôi tầm 20 đến 20, 30 ngày gì đó là xác cá sẽ đẻ anh chị em. Đó, cái này cá trống anh chị em, cá lên rất là đều luôn nè. 10 cặp chỉ 320k thôi và free ship nha anh chị em. Mình đóng mà mình đóng gói á, là mình đóng thùng xốp cho anh chị em ha. Rồi đợt này giá xăng cũng lên giá quá trời anh chị em, xăng đâu gần 27.000 một lít rồi đó. Mà mình nhà mình á, từ nhà mình nha mà chạy ra chỗ gửi cá anh chị em là GNT hoặc Phương Trang á là tầm 10 cây, 10 cây anh chị em, mình đi đi về là 20 cây là cũng đốn đâu tầm gần 20.000 tiền xăng rồi đó. Đóng gói này kia nữa mình chưa tính nữa mà phi xíu anh chị em đó. Đợt này anh chị em tranh thủ bắt về nha, là làm giống hay là chơi gì tập chơi cũng được anh em. Đó, mình bán lấy tương tác ra thôi đó, chứ mắt anh chị em là những con rồng bắt lên hồ sơ quay anh em xem đi ha. Đó, rồng đỏ nè 10 cặp 320 nha. Đó, cá cũng khá là ưng bung nha anh chị em, lên cái hồ mực nước cao nó sẽ bung rất là dữ nha. Đây rồng đỏ nuôi càng lâu cái vây nuôi vây lưng nó sẽ khá là to nha anh chị em. Đó, cái này mình sẽ giảm giá em chụp lệnh lô bán kiểu như là không có lãi xả luôn anh chị em, bán không có lãi mấy luôn á. Rồi tiếp theo là Blue Tajan nha anh chị em. Đó, bà Blue Tajan này cái đầu màu xanh, cái thân màu đen anh chị em. Đó, cái cá tơ nha. Đó, em quay với cá trống anh chị em thôi, mình biến về cái máy mà. Cái máy này nó có một màu đen thôi. Chủ yếu là cá trống nè, anh em chơi thủy sinh á, cái dòng mà chơi thủy sinh là số 1 luôn á. Nói với Dumbo anh chị em, với coi này kia đó, chơi thủy sinh trình chơi nhìn xuống nhìn khá là đã ha. Có nắng anh em bắt đầu cái đầu nó ánh màu xanh lên gì nè, nhìn nó xanh Blue Tajan nít á, cái đầu xanh vậy này nhìn rất là đã ha. Thì 10 cặp chỉ 300 hai anh chị em. Và tiếp theo mình sẽ lên gồng tím nha anh chị em nha. Gồng tím là 80k một cặp nha anh chị em. Gồng tím phun dãy latium nha. Màu tím là tím bông mơ nha anh chị em. Anh em là thích màu tím, đứng độ màu tím thì có thể bắt về mình nuôi ha. Nó cũng khá là đẹp anh chị em. Đó, có nắng anh em thấy không? Màu tím lên phủ bích ở lưng luôn. Nhìn khá là ưng mắt luôn anh chị em. Đợt này mình còn đâu có tầm 10 cặp gì à. 10 cặp mấy 20 cặp gì à. Chung là mình để nhanh cho anh em chơi nữa. Anh em cần thì liên hệ giúp mình nha. Đó, nhìn cũng rất là đẹp nha anh chị em. Rồi cuối cùng là mình sẽ lên một số cám cám mem và ghim của ông Bỉ 3/5 nha anh chị em. Mình đang bán là 100g 50k ha. Cám này cá ăn vào thì body phát triển rất là nhanh nha và quay bung quay bung ru luôn nha anh chị em. Và đặc biệt nó hơn cám thái một chỗ á, là nó không được gây đục nước nha. Cám thái ăn một thời gian thì sẽ gây đục nước, quay gây đỏ nước anh chị em. Đó, cám này thì không có nha, mà nó không có mùi thơm bằng cám thái nha anh chị em, không thơm bằng. Nhưng mà thấy cá ăn rất là hiệu quả ha. Cá này từ một tháng trở lên ăn mới được anh em. Tầm tháng tuổi tại viên nó hơi to một tí. Anh em chịu khó lấy cái tay anh em lúc mà cho ăn á, anh em bóp nhẹ nhẹ bóp nó cho nó nhuyễn nhuyễn lên tí á, cá nó ăn sẽ rất là sung nha. Đó.
Ai nào cần thì liên hệ ủng hộ mình nha anh chị em. Rồi chào tạm biệt anh chị em, chúc anh chị em xem clip này vui vẻ nha. Rồi tạm biệt mọi người nha.